Tôi sẽ đi đến dưới cội Bồ Đề ân cần khuyến thỉnh ông truyền diệu pháp luân, làm lợi lạc cho vô số loài hữu tình. Bí xô nên biết, Đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo, thường học pháp nên học của chúng Đại Bồ Tát. Trời cực quang tịnh cho đến trời sắc yếu cánh, thống lãnh chúng trời của mình đến chỗ vị ấy, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, nói như vậy. Lành thay đại sĩ, ông hãy siêng năng tinh tấn học pháp nên học của chúng Đại Bồ Tát, đừng học theo pháp nên học của Thanh Văn và Độc Giác. Nếu học như vậy, ông sẽ mau ngồi tòa Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, truyền diệu pháp luân, độ chúng hữu tình. Bí xô nên biết, Đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo, thường học pháp nên học của chúng Đại Bồ Tát. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, các chúng Đại Bồ Tát và các trời rồng Atula vân vân thường theo hộ niệm. Nhờ nhân duyên này mà các Đại Bồ Tát ấy không bị hiểm nạn ở thế gian, nguy ách về thân, buồn khổ về tâm, làm xâm tổn tai hại tất cả các bệnh phát sanh do bốn đại chống trái nhau, nghĩa là bệnh về mắt, bệnh về tai, bệnh về mũi, bệnh về lưỡi, bệnh về thân, bệnh về chi tiết khác. Như vậy tổng cộng là 404 chứng bệnh ở trong thân, vĩnh viễn không phát sanh, chỉ trừ nghiệp nặng thì sẽ truyền nhận quả báo nhẹ. Bí xô nên biết, Đại Bồ Tát theo lời nói mà tu hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, dùng phương tiện thiện xảo đạt được những công đức đời hiện tại như vậy, đời sau công đức càng tăng vô lượng vô biên. Hết quyển thứ 519.